Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ hướng dẫn mọi người nhận gửi tới mọi người cái dự án là Kakura, nhận 3 token KR nha các bạn. KR thì dự án Kakura này là một con token nó được xây dựng trên nền tảng blockchain của Polkadot. Thì cái mạng Polkadot này thì rất là hot ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Thì Polkadot thì nó nói chung là nó dựa trên cái nền tảng DeFi các bạn, xây dựng trên nền tảng DeFi ấy. Thì hiện tại thì cái dự án này nó đang có chương trình airdrop là tham gia vào cái này, thì các bạn sẽ nhận được là 3 token KR. Thì để tham gia vào dự án này thì đầu tiên bắt buộc các bạn phải có một cái quý của cái quý Polkadot để chúng ta nhận được con token KR này nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo quý trước nhé. Thì sau đó chúng ta làm cái nhiệm vụ. Thì để tạo quý thì các bạn vào link dưới phần mô tả video ấy, thì nó sẽ có cái giao diện của trang chủ của Polkadot Wallet này, Polkadot Wallet này. Thì bạn nào mà dùng ở hệ điều hành nào thì các bạn chọn lại hệ điều hành đó thôi. Bạn nào mà dùng iPhone thì chọn vào App Store này này, bạn nào Google Play thì chọn vào Google Play. Sau đó các bạn tải cái app về nhé. Thì ở trên Google Play cái biểu tượng app là Polkadot Wallet này nè, các bạn tải về nhé. Thì sau khi tải xong thì các bạn mở cái ứng dụng quý ra giúp mình nhé. Các bạn mở cái ứng dụng quý Polkadot Wallet ra giúp mình. Thì sau khi các bạn mở ra thì nó sẽ có giao diện như thế này này. Nó sẽ có giao diện như thế này. Đầu tiên thì nó Create Wallet và Envoy Wallet. Thì chúng ta tạo một cái quý mới thì các bạn chọn vào phần Create Account giúp mình nhé. Các bạn chọn vào phần Create Account. Sau đó các bạn chọn vào phần Next Step. Sau đó các bạn đồng ý với điều khoản. Các bạn ấn vào nút OK. OK, nó hiện rồi. Thì sau khi các bạn này, sau khi các bạn ấn nút Next Step xong á, thì sẽ hiện ra chuỗi bảo mật ký tự, chuỗi bảo mật 12 ký tự cho các bạn nhé. Thì ở cái chuỗi bảo mật này các bạn lưu lại giúp mình nhé. Bạn nào mà bỏ mất cái chuỗi này á, là coi như là cái quý của bạn là mất luôn ấy, sau này không thể bắt đắp lại được quý đâu. Các bạn nhớ lưu ý là lưu lại chuỗi bảo mật này ở đâu cho cẩn thận nha các bạn. Cái chuỗi bảo mật 12 ký tự này các bạn có thể viết bằng tay xuống hoặc là các bạn có thể chụp lại màn hình giúp mình nhé. Thì cái chuỗi bảo mật này nó cũng tương tự như các quý khác thôi, tương tự như quý trade rồi thôi. Chúng ta cần phải lưu lại. Sau khi các bạn lưu xong thì các bạn ấn nút Next Step giúp mình. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là cần phải là chọn lại từ 1 đến 12 ký tự theo thứ tự là từ 1 đến 12 nhé. Thì nó yêu cầu chúng ta là chọn lại từ 1 đến 12 theo chuỗi bảo mật từ 1 đến 12 nhé. Thì các bạn lưu lại thì các bạn kiểm tra lại ở đâu đó. Nếu mà các bạn lưu lại thì bây giờ các bạn chọn lại nhé. Ở đây mình vừa mới chụp màn hình này này. Thì thứ nhất thì phần 1 là Mechanic thì các bạn chọn. Các bạn nhớ là chọn theo thứ tự từ 1 đến 12 nhé. Mechanic nè. Amo Audos này. Shorthand này. Salmon Session. Gary. Abandon Balloon Sensei. Ok. Thì sau khi các bạn chọn lại theo thứ tự từ 1 đến 12 rồi thì các bạn ấn vào nút Next Step. Sau đó thì nó yêu cầu các bạn là tạo một cái tên. Tạo một cái tên quý của các bạn thôi. Thì các bạn tạo cái tên gì cũng được nhé. Ok, sau đó là mật khẩu. Các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu giúp mình nhé. Sau khi các bạn tạo mật khẩu xong thì các bạn ấn nút Next Step giúp mình. Và các bạn đợi nó tạo quý nhé. Thì sau khi nó tạo quý xong thì nó sẽ có hiện ra giao diện như thế này này. Nó sẽ có giao diện quý như thế này. Và đây là cái địa chỉ của các bạn nhé. Các bạn có thể ấn vào đây, các bạn copy lại cái địa chỉ. Ok. Thì sau khi các bạn đã có một cái quý Polkadot Wallet rồi thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video. Các bạn mở cái biểu mẫu Google Gleam ra giúp mình nha. Chúng ta tiến hành làm cái nhiệm vụ ở trên này. Thì trên biểu mẫu này thì các bạn cũng sẽ thấy luôn là đây này. Arion là tất cả mọi người sau khi hoàn thành được 130 entry thì chắc chắn sẽ nhận được là 3 token KR nhé. Còn ở dưới đây là ở dưới những các phần thưởng dưới đây là phần thưởng đua tết thôi.
chúng ta chỉ cần làm là đủ là 130 entry thì chúng ta sẽ nhận được, chắc chắn nhận được là 3 token KAR về quỹ Polkadot nhé. Thì sau khi các bạn mở biểu mẫu Gleam này ra rồi thì các bạn kéo xuống đây, chúng ta tiến hành login vào nhé. Thì ở phần này sẽ có phần login này này. Các bạn muốn login bằng Facebook hoặc là Google hoặc là Twitter thì các bạn login nhé. Bạn nào muốn chọn login bằng hình thức nào thì các bạn chọn login bằng hình thức đó nhé. Thì ở đây mình sẽ login bằng tài khoản Google, thì các bạn chọn vào chữ G màu đỏ này này. Bạn nào muốn login tài khoản Google thì các bạn chọn vào đó nhé. Ok, thì sau khi các bạn login xong thì sẽ hiện cái tên email của các bạn ở trước đây thôi. Thì sau khi login xong thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên là nhiệm vụ là Join Z Karukra Cloud Wallet. Thì các bạn ấn vào cái đường link đầu tiên nhé. Các bạn ấn vào nhiệm vụ đầu tiên này. Last name. Ok, thì chúng ta sửa tên lại thôi. Thì nếu mà nó yêu cầu các bạn sửa tên thì các bạn sửa tên lại thôi. First name là họ của các bạn này. Dưới đây là tên đệm và tên của các bạn này. Nó hiện màu xanh là được các bạn. Ok, sau đó các bạn ở vào phần country thì các bạn chọn là Việt Nam giúp mình nhé. Ở phần này các bạn chọn là Việt Nam. Việt Nam ở dưới các bạn. Ok, sau đó các bạn ở nút sell giúp mình. Tiếp theo đó thì các bạn ở nút click her. Chúng ta tiến hành join vào wallet của Akala. Đăng nhập để tiếp tục. Cái này John Vallis, The Vallis email. Tin yêu. Ở phần này thì đợi đợi mình tí nhé. Phần ở này thì nhận được bao nhiêu entry ta? 50 entry à. Ok, thì các bạn có thể là chọn luôn đi. Thì sau khi các bạn chọn vào join vào wallet xong ấy, các bạn chỉ cần mở ra thôi nhé. Các bạn chỉ ấn vào đây này, sau đó các bạn click thôi. Các bạn chỉ cần mở cái form của nó ra thôi. Các bạn chỉ cần vào đây thôi, các bạn nhìn ra cái thôi, khỏi cần điền trên form cũng được. Thì trên form này là để mình tí nó yêu cầu. Thì sau khi các bạn mở form ra thì các bạn quay trở lại biểu mẫu Google Gleam nhé. Sau đó các bạn chọn vào cái phần này giúp mình. Select Code Year này. Sau đó các bạn chọn cho mình là phần là Akura Set Akala gạch cái Karuga Set cái năm 2021 nhé. Cái thứ 3 ấy. Nó có hai dấu Set này. Các bạn chọn giúp mình nhé. Đợi mình xem lại thứ sau nha các bạn. Phần này là phần ấy thôi. Phần này chúng ta có thể bỏ qua cũng được các bạn ạ. Ok. Thì sau khi các bạn chọn xong ấy thì các bạn ấn vào continue. Ok. Tiếp theo thì phần nhiệm vụ tiếp theo các bạn ấn vào link tiếp theo là Enter Ocean with Twitter, các bạn ấn vào. Ồ. Như vậy là như là mình đã follow Twitter của nó từ trước rồi các bạn. Bạn nào mà chưa follow Twitter của nó từ trước thì nó sẽ hiện ra cái phần là Twitter, follow Twitter thôi. Thì các bạn follow Twitter nó nhé. Sau đó các bạn quay trở lại đây thì nó sẽ có hiện chữ là continue. Thì các bạn vào continue thôi là các bạn đã hoàn thành rồi. Tiếp theo thì ở phần Redwest Kagura Network này các bạn vào. Ok, sau đó sẽ hiện ra như thế này. Sau đó các bạn vào phần Redwest Kagura Network này. Nó sẽ dẫn chúng ta đến cái trang của Twitter của cái dự án này. Chúng ta tiến hành chia sẻ nhé. Các bạn nút Redwest. Chia sẻ là một cách trực tiếp đó các bạn. Thì ở bài viết này này các bạn chia sẻ lại nhé. Sau đó các bạn tiến hành like. Tiếp theo đó thì các bạn quay trở lại với biểu mẫu Gleam.
các bạn ấn vào continue. Ok. Nhiệm vụ tiếp theo là Redwood Scale Network. Nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn ấn vào đường link tiếp theo nhé. Redwood hơi nhiều, các bạn chia sẻ lại hơi nhiều ấy. Các bạn tiếp tục ấn vào Redwood, nút Redwood vào phần này này, Twitter này. Ok, các bạn ấn vào nút Redwood chia sẻ lại. Các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn quay trở lại với mẫu Google Gleam. Các bạn ấn vào continue. Ok, tiếp tục các bạn review thêm một bài nữa của trên Twitter của Akala Network. Các bạn ấn vào đường link tiếp theo. Các bạn ấn nút Redwood. Các bạn ấn vào Redwood, chúng ta chia sẻ lại này. Ok, like luôn. Các bạn nhớ Redwood xong là like cho cái bài viết của nó luôn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại biểu mẫu Google Gleam. Các bạn ấn vào continue. Ok, tiếp theo các bạn ấn vào đường link tiếp theo. Các bạn tiếp tục ấn vào nút Redwood. Chia sẻ hơi nhiều các bạn. Các bạn ấn vào Redwood chia sẻ là bài viết này. Sau đó các bạn tiến hành like. Tiếp theo đó thì các bạn quay trở lại với biểu mẫu Google Liên. Các bạn ấn vào continue. Ok, sau đó thì chúng ta tiến hành làm nhiệm vụ tiếp theo là follow Kakura Network on Twitter này. Các bạn ấn vào. Các bạn ấn vào nút follow. Chúng ta tiến hành ấn vào nút follow. Chúng ta theo dõi nhé. Sau khi theo dõi xong thì các bạn quay trở lại với biểu mẫu. Các bạn ấn vào continue. Tiếp theo thì chúng ta follow của trang xã hội Twitter của Akala. Các bạn ấn vào đường link tiếp theo. Của Akala này mình theo dõi từ trước rồi cho nên nó xác nhận luôn các bạn ạ. Còn bạn nào mà chưa theo dõi thì nó sẽ hiện ra như cái nhiệm vụ vừa rồi. Các bạn follow trang Twitter Kakura thôi nhé. Các bạn ấn vào nút follow. Sau đó các bạn quay trở lại, các bạn ấn vào continue thôi. Rồi tiếp theo thì các bạn tiếp tục là follow Rui Taosu trên Twitter. Các bạn ấn vào đường link tiếp theo. Các bạn ấn nút follow. Chúng ta tiến hành follow. Ok, sau đó các bạn quay trở lại với biểu mẫu Gleam. Các bạn ấn vào continue. Tiếp theo thì chúng ta là follow tiếp trên trang một Twitter của BetterChain này. Các bạn ấn vào đường link tiếp theo. Tiếp tục ấn vào nút follow. Nhiệm vụ follow mạng xã hội thôi các bạn. Follow. Sau khi follow xong thì các bạn quay trở lại với biểu mẫu. Các bạn ấn vào continue. Các bạn tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo, các bạn ấn vào đường link tiếp theo. Chúng ta là tiến hành follow tiếp. Các bạn ấn vào nút follow. Follow lắm thế. Ok, sau đó các bạn quay trở lại với biểu mẫu Gleam. Các bạn ấn vào continue. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là visit tài khoản trên dự án của Kakura Crowd on website. Các bạn ấn vào đường link tiếp theo. Các bạn ấn vào nút click here. Ok, thì ở trên website này các bạn kéo lút xuống dưới nhé. Các bạn kéo lút xuống bên dưới này này, nó sẽ có cái chỗ là điền lại email á, các bạn điền lại email nhé. Sau đó các bạn ấn nút subscribe. Ok. Sau đó các bạn quay trở lại với biểu mẫu Gleam. Các bạn ấn vào continue. Tiếp theo đó thì phần Interyo Kakuma Kusama KSM Andres này, các bạn nhấn vào. Thì ở phần Andres này, các bạn quay trở lại với cái quý mình vừa hướng dẫn các bạn tạo nhé. Các bạn cái quý Polkadot á, cái quý Polkadot á, các bạn vào quý. Thì ở trên quý của các bạn thì các bạn chọn vào phần KSM này giúp mình. Các bạn nhấn vào phần KSM này này, hoặc là các bạn có thể chọn vào cái phần dấu mã QR này thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ quý cho các bạn thôi nhé. Các bạn ấn vào nút copy hoặc là các bạn ấn vào nút KSM này này. Tiếp theo đó thì các bạn chọn vào một phần một resend. Nó sẽ hiện ra cái địa chỉ quý cho các bạn thôi. Các bạn ấn vào nút copy, chúng ta copy lại cái địa chỉ quý KSM này lại nhé. Sau đó các bạn quay trở lại với biểu mẫu Gleam, các bạn dán cái địa chỉ quý của các bạn vào đây. Ok. Sau đó các bạn ấn vào continue. Thì sau này nó sẽ ở phần phối con token này thẳng về cái địa chỉ quý mà các bạn vừa khai báo nhé. Tiếp theo thì ở phần nhiệm vụ Discord này. Discord này này thì các bạn ấn vào Discord nhé.
Hiện tại thì mình chưa tải app. Thì bạn nào đã tải app rồi thì các bạn có thể là tải app nhé. Tải app về sau đó các bạn nhấn vào thôi. Sau đó các bạn quay trở lại này, các bạn ấn vào continue. Ok, nhiệm vụ Discord nữa này. Thì các bạn nhiệm vụ Discord thì các bạn join vào thôi nhé. Tiếp theo đó thì nhiệm vụ Discord này thì nó không yêu cầu điền, chúng ta điền lại username. Chắc nó không có chết đâu các bạn. Các bạn có thể ấn vào continue luôn cũng được nữa. Nhấn vào, cứ ấn vào continue thôi. Thì hai cái nhiệm vụ Discord này các bạn làm sau nhé, hoặc là các bạn có thể bỏ qua luôn nhé. Bạn nào làm thì làm, còn bạn nào không làm thì có thể bỏ qua nhé. Ok, nhiệm vụ tiếp theo thì chúng ta là follow Alaka on Crowdcast này, các bạn nhấn vào. Các bạn vào click her. Nhiệm vụ hơi dài dòng tí các bạn. Ok, trên Crowdcast này thì các bạn ấn một nút follow đi. Thì được không? Ok, các bạn ấn nút follow này. Sau đó các bạn đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc là Twitter hoặc là Facebook của các bạn nhé. Thì mình chọn đăng nhập bằng Twitter luôn cho nhanh đi. Rồi. Auto app có nghĩa là ủy quyền cho app á. Ok, sau khi sau khi đăng nhập xong thì các bạn quay trở lại với biểu mẫu Glim, các bạn ấn vào continue. Sau đó thì các bạn nhiệm vụ tiếp theo là sign up the... Đây, các bạn nhấn vào đường link tiếp theo nhé. Các bạn ấn vào click her. Ủa, này sign up rồi mà. Cái trang này bạn này sign up rồi. Ok, sau đó thì các bạn quay trở lại với biểu mẫu Glim, các bạn ấn vào continue. Các bạn chọn cái dấu Z này. Các bạn chọn Z nhé. Ok, sau đó các bạn ấn vào continue. Tiếp theo đó thì follow kênh mạng xã hội Alaka trên LinkedIn, các bạn nhấn qua. Các bạn ấn vào nút follow này. Thì trên LinkedIn của dự án Alaka này các bạn tiến hành ấn nút follow nhé. Sau đó các bạn quay trở lại với biểu mẫu Glim. Các bạn ấn vào continue. Sau đó là nhiệm vụ là visit Alaka Network on YouTube, các bạn ấn qua. Các bạn ấn vào visit. Nhiệm vụ này nó không có chết đâu các bạn. Các bạn ấn nút đăng ký, sau đó thì các bạn quay trở lại với biểu mẫu Glim, các bạn chọn Z giúp mình. Ở đây nó không yêu cầu chúng ta điền lại thông tin thì chắc nó không có chết đâu. Làm sao mà chết được. Các bạn ấn vào continue. Sau đó thì nhiệm vụ tiếp theo thì join vào kênh hai kênh Telegram, các bạn ấn vào Telegram nhé. Sau đó các bạn ấn vào click her. Ok, chúng ta tiến hành join. Chúng ta join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại với biểu mẫu Glim. Các bạn ấn vào continue. Tiếp theo, các bạn tiếp tục join vào kênh Telegram thứ hai. Các bạn ấn vào click her. Chúng ta tiến hành join vào kênh Kakura. Sau khi join xong các bạn quay trở lại với biểu mẫu, các bạn ấn vào continue. Để mình xem được bao nhiêu entry, 260 entry được các bạn, dư để nhận token rồi. Thì làm tới đây là chúng ta đã dư rồi các bạn, dư để nhận token rồi. Thì ở phần entry này thì nhận 3 token thì chỉ cần là 130 entry thôi. Thì ở đây là các bạn có thể xem cái entry của bạn ở trên đây này. Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì nó sẽ cộng cái entry của bạn lên đây này. Hiện tại thì mình đã làm tới đây là 260 entry rồi, dư được để nhận token rồi. Thì ở các phần dưới này thì các bạn có thể là subscribe các cái này này, các bạn nhấn vào nhiệm vụ tiếp theo này, các bạn vào click her. Ở phần này thì các bạn cứ điền lại email của các bạn thôi. Phần này thì điền lại email này. First name này. Việt Nam. Ok, sau đó các bạn kéo xuống đây. Các bạn ấn vào nút OK, I agree này, sau đó ấn vào nút submit thôi. Ok. Sau đó thì các bạn quay trở lại biểu mẫu, các bạn ấn vào continue. Tiếp theo thì follow Kumasa Network trên Twitter, các bạn ấn vào. Các bạn ấn vào nút follow.
chúng ta tiến hành follow. Sau khi follow xong thì các bạn quay trở lại với biểu mẫu, các bạn ấn vào continue. Tiếp theo là chúng ta là follow Polkadot trên tờ Twitter, chúng ta ấn vào Polkadot, các bạn ấn vào follow, ta follow. Sau đó các bạn quay trở lại với biểu mẫu, các bạn ấn vào continue. Enterprise con Redis, các nhiệm vụ con Redis này chúng ta có thể bỏ qua nhé. Chúng ta đã dư entry rồi, bạn nào muốn làm thêm thì làm, còn bạn nào không muốn làm thì có thể bỏ qua. Đủ 130 entry thì các bạn sẽ chắc chắn nhận được làm 3 token rồi. Tiếp theo là nhiệm vụ Facebook này, các bạn có thể ấn vào Facebook là các bạn follow nhé. Các bạn ấn vào visit Facebook này. Ok, chúng ta tiến hành thích và theo dõi. Sau đó các bạn quay trở lại với biểu mẫu, các bạn ấn vào continue. Ok, sau đó thì các bạn có thể ấn vào phần ở referral và link này, nó sẽ có cái link red cho các bạn thôi. Đây là link red của các bạn này. Các bạn copy lại link red để kiếm thêm entry nhé. Click bonus thì ở phần click bonus and vào đây này thì mỗi ngày các bạn vào đây click sẽ được là 3 entry, nhưng mà cái entry này thì mình đã dư rồi, dư để nhận được 3 token rồi. Thì nhận được 3 token thì chỉ cần là 130 entry thôi. Ok, thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 3 token KR từ dự án KOK về mạng blockchain của mạng Polkadot. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.